bán IC zin theo xe lời lắm nè anh em. Em bán mấy IC mà chết đúng không? Mình mua bảnh về mình mua lô chết hả? Chết thì cho chết hả? Phá hủy luôn. Khỏi ông nào ấy hết á, khỏi ông nào về mà làm gì hết nha. Bán IC lời á. Chính à. Chính nè, đó. Tri nè. Tri chữ đỏ đúng không? Tri chữ đỏ hả? Chữ đỏ nè. Chữ đỏ nè. À, vậy là khỏi ông nào mà chữ đỏ nè. Đó. 99 hả? 99 à. Chơi là phải vậy nha nè. Thư là dục phá quỷ luôn. 99 à. Một rổ này nè anh em. Đó, bán IC theo xe lời đó. Xe lại đó. Hát tri vậy? Hát tri vậy? Hát tri nè. Chữ trắng. Chữ trắng nè. Phá hết. Phá ngõ hết nha nè. Phá quỷ. Hát tri nè. Hát tri là chết là mình bỏ luôn để tránh trường hợp cho những mấy người kia mua về rồi làm này kia bán cho mấy anh em mình ha. 99 à. Thằng bỏ hết. Tri nè. Cỡ vậy á là mình bỏ vậy luôn á là cho mấy ông mà cho có lụm là được cũng chả cứu được rồi. Khoan bể mặt hết vậy khỏi cứu nó bán rồi đó, bán lời lắm. Mấy ông nói bán xe theo xe lời lắm, mua về nó chết là bỏ, chết là mình bỏ hết, gọi là mình phá quỷ đó. Khoan rồi nó lủng vô rồi. Chết hết mấy cái mạch này, không có ai mà cứu được. Bình Thiên. Chơi là phải nét vậy nha nè. Bán à. Cái chơi có chịu chứ mình bán IC mà nó chết rồi mình nó chết rồi chứ đâu có gì sợ gì. Bỏ hết. Khoan bỏ nha. Khoan này chết mấy cái mặt này hết. Không ông nào mà cứu nổi đâu. Này là tri nha anh em. Tri là 99 nha. Chết là bỏ. Nè chữ đỏ luôn nè. Bình Thiên.